Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi ra ngoài và hướng dẫn các bạn cách để rút tiền từ máy ATM. Thì mình ở đây mình có thẻ của ngân hàng bưu điện là Ucho với lại thẻ của MUFG. Thì lý do mà mình làm hai cái thẻ này là độ phủ sóng của các trụ ATM nó rất là nhiều. Mắc cười lắm, lúc mà mới sang Nhật thì mình làm thẻ Ucho là thẻ bưu điện với lại thẻ Chiba Kogyo hay gì á, hình như là ngân hàng công thương Chiba. Bởi vì hai cái thẻ đó rất là dễ làm, các bạn không cần phải biết tiếng Nhật mới vừa sang Nhật, các bạn có thể đi ra ngân hàng làm liền hai cái tài khoản, tạo liền hai cái tài khoản ngân hàng đó. Còn đối với những ngân hàng lớn như là MUFG hay là Mizuho gì đó thì các bạn phải ở Nhật kiểu lâu rồi, tầm khoảng 6 tháng trở lên á thì các bạn mới đi ra dễ làm thẻ ngân hàng và dễ làm thẻ credit với lại thẻ debit. Thì ban đầu lúc trước thì mình đùa đến Nhật thì mình làm hai cái thẻ kia rồi xong cái mình lãnh lương bằng hai cái thẻ kia, tức là thẻ Chiba với lại thẻ Ucho, thẻ bưu điện. Nhưng mà sau đó khi mình ở đây được 6 tháng rồi á thì mình lại đi làm thẻ Visa của bên MUFG, mà mình chọn là mình chọn Visa debit, tức là Visa ghi nợ, tức là mình có tiền trong tài khoản thì mình mới xài, còn không có tiền á thì sẽ không xài được. Tại vì á, nếu mà các bạn sử dụng thẻ tín dụng thì thứ nhất là nó có cái phí cao hơn so với lại thẻ ghi nợ một tí xíu. Lúc nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, thẻ credit lúc nào cũng sẽ có phí cao hơn thẻ debit tại vì nó có quá nhiều cái tiện lợi đi. Thứ hai là tại vì mình sợ là mình mua sắm quá tay, tại vì mình không cần có tiền trong tài khoản cũng có thể quẹt cà thoải mái mà, nên sợ là mua sắm quá tay nên mình cũng không có đặt cái thẻ đó, mình xài thẻ debit. Bây giờ thì mình lại gặp một điều cực kỳ khốn khó là tiền lương của mình thì gửi vào thẻ ngân hàng bưu điện, trong khi mình thì mua sắm online hay là đi cà thẻ gì đó thì lại cà thẻ của MUFG. Thế là thi thoảng mình cứ phải đi rút tiền từ bên thẻ của bưu điện rồi xong đi bỏ vào tiền của MUFG. Thật ra thì hoàn toàn có thể sử dụng internet banking, ngồi ở nhà chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác thôi, nhưng mà bởi vì nó là khác ngân hàng nên nếu mà chuyển từ tài khoản Ucho bưu điện sang MUFG thì nó sẽ tốn một cái khoản phí nhỏ, mình thì rất là tiếc tiền. Vì vậy nên nói chung là nhiều của xung quanh khu này cũng nhiều trụ ATM của nó nên mình sẽ tự đi rút tiền bằng tay rồi bỏ tiền vào để khỏi phải tốn phí. Thì hôm nay nhân tiện mình đi rút tiền thì mình cũng sẽ làm video clip để hướng dẫn các bạn cách rút tiền rồi bỏ tiền vào cái trụ ATM nó như thế nào. Hy vọng là video clip ngày hôm nay bổ ích. Ngoài trời thì đang gió lạnh bão, nhưng mà hôm nay thì bắt buộc phải đi thôi. Rồi, phía trước mặt chúng ta ở đây á, là tới bưu điện rồi. Các bạn thấy chữ JP Post không? Là ngân hàng bưu điện, dưới có chữ Ubincoker. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bưu điện. Ngay đây có một cái ATM luôn. À, nói chung là bưu điện nào nó cũng sẽ có các ATM cũng của ngân hàng bưu điện. Phải gắng cố gắng đi vào ngày thường chứ còn những ngày khác là không có đi được. Ở bên dưới này thì những dịch vụ thì là những cái dịch vụ khác, những cái dịch vụ như là đến đây để gửi tiền tiết kiệm hay là chuyển tiền hay là đóng tiền bảo hiểm gì đó thì sẽ là từ 9 giờ đến 16 giờ ngày thường.
đây thì có hai cái trụ ATM, mình sẽ tiền trụ bên này. Xin lỗi các bạn, chỗ này mà quay từ trên xuống thì sẽ bị chói đèn, mà quay ngang như thế này thì sẽ không thấy rõ cái cột đầu tiên. Đại loại chỗ này là nhập tiền, đây là rút tiền, còn ở đây là thông báo trong tài khoản còn bao nhiêu tiền. Cái này là nhét sổ ngân hàng vào cho nó ghi chép cập nhật sổ ngân hàng. Bây giờ mình sẽ lấy ra một sen để mình bỏ thử vào cho các bạn xem. Thì nó có phần tiếng Anh nữa, nếu mà mình hiểu tiếng Anh thì ta sẽ... Please select your desired transaction. New deposit là bỏ vào, withdraw là lấy ra, xong rồi update cái passbook. Rồi hoặc là muốn biết coi là trong tài khoản mình bao nhiêu tiền các bạn như vậy. Còn không thì các bạn quay lại tiếng Nhật. Bây giờ mình sẽ bỏ tiền vào. Rồi chúng ta bỏ passbook hoặc là cái thẻ và passbook đọc là thư chỗ, còn cái thẻ là cardo. Thì mình sẽ bỏ thẻ lên đây. Rồi bây giờ sẽ cắt tin đi, cái này không có gì quan trọng hết. Thông thường thì máy sẽ mở khay bên tiền giấy trước, rồi sau đó là khay tiền xu, nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể nhập tiền xu vào những cái máy ATM này. Ở đây mình không có bỏ tiền giấy nên mình đóng lại, mình chỉ nhập tiền xu thôi. Bỏ xong rồi thì mình sẽ nhấn nút xác nhận. Tiếp theo thì mình sẽ rút tiền ra để bỏ sang bên MUFG. Khi mà chúng ta bỏ tiền vào ATM thì không phải nhập mật mã, nhưng mà nếu rút tiền từ ATM thì phải nhập mật mã vào. Sau đó mình nhập cái số tiền mà mình muốn rút. Nếu mà mình muốn rút tờ tiền man thì mình sẽ nhấn chữ man ở trên, còn nếu muốn rút theo tờ sen thì sẽ nhấn chữ sen ở dưới. Đây là phía trước ngân hàng MUFG ở gần nhà mình. Thì ở đây có chỗ gửi xe cũng rất là thoải mái. Nhưng mà thường mình đi bộ đến không mà, để đỡ phải tốn tiền gửi xe. Đây là cái ngân hàng lớn nên cái trụ ATM của nó rất là nhiều. Thì nguyên cái phòng này, nguyên cái sảnh này chỉ là dùng để đỡ những cái trụ ATM mà thôi. Thì các bạn nhìn thấy được là nó rất là khang trang, rất là sang trọng và tiện lợi. Có bàn để giỏ sách, rồi có chỗ để móc gậy, móc dù đầy đủ hết luôn. Máy ATM này không những có tiếng Anh mà còn có tiếng Hàn Quốc, Trung Quốc, rồi tiếng Bồ Đào Nha nữa. Cách sắp xếp tuy là khác với lại usual một tí xíu, nhưng mà bốn cái chức năng chính của nó vẫn như vậy. Tức là vẫn có nhập tiền, rút tiền, rồi kiểm tra trong tài khoản còn bao nhiêu tiền và cập nhật cái sổ ngân hàng. Bây giờ thì mình sẽ nhập vào cái số tiền hồi nãy mình rút bên usual.